Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tè. Hôm nay một ngày rất là đẹp luôn, rất là mát nữa, tại vì tưởng là vô bão chú anh chị. Ui ui, bên con xin tiến hành là diều dây cho những cái cây tùng Đài Loan ghép kim cương của chú anh chị. Diều dây mục đích thứ nhất là để cho nó tránh hiện tượng gọi là bị lách bo ghép. Thứ hai nữa là mình chỉnh sơ một nước vô chú anh chị cho nó ra cái hình, nó nở sau này nó ra tàn mình bấm cho nó được cái chi cành. Giờ chủ yếu là mục đích là diều cho nó gió nó lượng lách bo ghép. Thứ hai nữa là mình để mình thả chú anh chị cho nó cốt cành cho nó bự. Đó. Từ từ mình sẽ chỉnh chu xin nữa. Đây là những cái tùng kim cương đợt đỏ nha quý cô chú anh chị. Những cái tùng kim cương đợt đỏ rất đẹp của chú anh chị. Cái này mình ghép được bao lâu rồi ha? Cái này hả chú anh chị, cái này bên con là ghép khoảng hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng ra đây nữa tính ra chẳng khoảng dọn dẹn nó 4 tháng luôn chứ anh chị. Ừ, giờ hôm nay ra đây hơn tháng chứ. Ừ. Cái này nó có hai cách ghép, không biết quý cô chú anh chị có để ý không nữa. Rồi hôm trước Hương có chia sẻ, một là mình sẽ ghép trực tiếp lên cái tay cành luôn, còn nếu mà chi cành, nếu mà nó không có chi cành thì mình có thể lạng thân luôn quý cô chú anh chị. Để cho cây mình nó có thể mọc tứ diện. Cho nó đẹp. Rồi em chia sẻ ưu điểm của gốc tùng Đài Loan. Gốc tùng Đài Loan thì là một trong những cái dòng được ưa chuộng nhất hiện nay, vì da nó sẽ đỏ về năm tháng. Là tốc độ lớn của nó nhanh, vượt trội, gốc phôi rồi nó giá trị rất là có giá trị. Những năm gần đây thì giá tùng phôi Đài Loan hiện nay nói chung là đang lên, không có xu hướng giảm của chú chị. Và hiện tượng thì gốc phôi Đài Loan nó hiếm hơn dòng gốc phôi dạng niên, nên được giá thành nó cao hơn. Thì những cái cây cảnh kiển cho bonsai thì rất đẹp, có những cây mà ghép kim cương giá tiền tỷ của chú chị. Xin gốc đây. Mục đích đó, con che ra là nó cho đựng táp vỏ chứ anh chị, nó là bị nấm, rất đẹp, đựng táp vỏ táp thân. Tại vì mình đánh nó trong cái những cái vườn đó của chú anh chị biết sao, những cái vườn mà nó bị mát quá cái mình ra ngay nắng liền nó táp vỏ táp thân. Cái này mới ghép được có 4 tháng và sữa một nước, nhưng mà nhìn nó đã đi dạng sơ của chú anh chị. Dạ. Nè, em coi nó phải mặc áo như thế này nè. Áo là của chú anh chị. Tại vì không mặc áo cho nó, nhưng khi nó có hiện tượng gọi là bị trái già của chú anh chị, nó mất cái giá trị của cây. Dạ. Trái già tùy tùng nó không có chết, nó kéo nhưng mà rất lâu. Dạ. Để từ từ nó cây chi cành nó bít nó che xuống thì mình đỡ tháo cho chú anh chị. Dạ. À, bên con thì chuyên các loại tùng luôn, nên cần loại nào thì liên hệ chị em tụi con nha. Dạ. Những cái phôi này đây là đây có trái luôn kìa. Cái trái này có thể là nhâm rượu uống luôn chú anh chị. Tụi con cũng chuẩn bị ghép á quý anh chị. Có thể là của chú anh chị lấy những cái hạt mình ưa làm nhân giống đi. Cho nó sung của chú anh chị. Mới đánh về cho nó sung. Ghép thì không có cánh rõ nhưng cũng là gọi hiện tượng rớt. Cái này còn cứu được không? Nhà gớt rồi mà chiều dậm lại chú anh chị. Dạ không sao. Cây này hơi yếu mà nó hổng trái tiệt trái. Tiệt cái sớm quá. Tiệt cho gừng sớm quá. Cái này là tùng Đài Loan ghép tùng kim cương. Đọt xanh. Cái đọt nó hiện tượng bị gầy nó vậy nè chú anh chị. Mình phải xịt đúng không? Mình xịt gì vậy? Xịt người gầy đó, ví dụ như asen những dòng thông thường rồi đó hết của chú anh chị. Bớp nó rất đẹp đúng không chị? Cái này không bị gầy nè, của chú nhìn nè, nhìn nè, nó rất đẹp luôn, xuất sắc ha. Dạ, đúng với đẹp. Cái tên gọi của nó luôn á. Dạ. Tại vì cây những cái dòng mà Đài Loan ghép kim cương á, nó có giải rồi chú anh chị, thành ra về lâu về dài hoặc cái thị trường nó chấp nhận rồi chú anh chị, hay có hướng về sau rất là ok. Dạ. Thị trường chấp nhận rồi. Thôi video không bao giờ là hết hot được. Hôm mình tạm biệt quý cô chú, hẹn quý cô chú ở video sau nha. Một cái mình làm ít ít thôi, tại giờ quý cô chú anh chị không có nhiều thời gian để mà có thể xem hoặc là nhiều video. Dạ đúng rồi. Đây, con chia sẻ sơn nước anh Ninh Mỹ nước 2 rồi con xin giới thiệu thêm. Mục đích nhớ là cô chú anh chị lưu ý. Ví dụ như vậy nè. Như vậy đi. Rồi bắt đầu cô chú anh chị có hiện gió nó lùa nó lắc nó gãy bo ghép nên mình phải diều nó, diều dây như vậy nè. Thì quay vô đây cho em coi. Đó. Cho nó đỡ cái tính hiện tại gió
hỏi cả bao ghép. Sao cái này cho ông không nhiều ta? Nhưng cái này chưa, không sao. Cái này nó chưa ra. Đó. Rồi, cần cây giống thì xin liên hệ bên chị con. Bên cạnh đó thì anh chị có chú anh chị nào cần những khoa ghép bên con cũng có luôn. Rồi con chân thành cảm ơn của chú anh chị. Thúc video ở đây ạ. À.